Bây giờ là bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ với cả nhà. Để ở số 327 đường tỉnh lộ 10 với cả nhà. Bánh mì. Bánh mì cả nhà ơi. Bánh mì có bánh mì sốt phô mai nè, rồi sốt than tre. Rồi sốt cái tô cuộn phô mai, cuộn sốt, cuộn đặc biệt, trà tắc, trà đào, trà chanh. Đây là đường tỉnh lộ 10 cả nhà. Đây, tỉnh lộ 10. Đây, cả nhà ơi. Bên đường như thế có bán thao nóc rổ gì nóc đồng giá 35k cả nhà. 35k. Đây ta bán hàng hàng sổ, hàng đá hàng quá. Bây giờ có cái chào lưu mà mua nồi cơm điện cả nhà, mua đồ nồi cơm điện á. Hot trend. Với cái mức độ mà dân số đông như vậy thì thành phố Hồ Chí Minh cái dân số rất là đông, với khoảng là hơn 10 triệu người thì cái mức sống thì rất là cao, cho nên là cuộc sống ở thành phố nó sẽ khác rất là nhiều so với ở quê. Tại vì ở trên này người ta cái ăn uống với lại những cái nhà ở nó giá nó cao hơn ở quê. Cái mặt bằng người ta thuê cũng mắc nữa cả nhà, người ta thuê một tháng thôi là mặt bằng mà nhỏ còn tầm khoảng mấy triệu, cho nên là nhiều khi người ta thuê mà kinh doanh không được, rất là nhiều chỗ cho thuê luôn á. Nhưng mà bên đó nhận thấy là cho thuê rồi treo bảng cho thuê rất là nhiều luôn á. Không phải quận nhất cũng vậy, quận nhất người ta cho thuê rất là nhiều nhưng mà người thuê thì ít. Rồi cả nhà ơi, Dân Quý lấy đồng bánh mì nha. Thì vào bánh mì. Dân Quý sẽ tiếp tục chạy đến cái quán bánh nướng về cả nhà. Rồi Dân Quý đi nha cả nhà ơi. Dân Quý sẽ chạy ra đường đây chạy ra đường Nguyễn Nhân Vương. Cô Phương ơi, cô giúp mình coi lại cái khói. Em ăn
ăn một đĩa rồi đấy, em ăn nó năm cái cuốn rồi đấy, con ăn hết cái cơm nó cuốn thôi. Bà cho chín nước mắm nha. Ơi, vừa cái ăn nặng quá không tốt đâu. Ôi trời ơi. Cái là ai cũng rồi thấy rồi thấy rồi. Cái nước mắm mà không có cay luôn cô. Tiếp tục nha quý anh, vô cơm đi cả nhà. Đây cơm nha cả nhà, đây có nhiều món ốc la, bì, sườn, chả, rồi là vịt kho gừng, gà kho sả, thịt kho trứng nè cả nhà. Thường nhân quý cũng hay lấy đơn của quán này nè, lấy cơm này. À, ở bên đó có một quán cơm nữa, tại vì ít lấy đơn hơn quán này, lấy quán này nhiều hơn. Tại quán này là người ta làm tới một địa chỉ nhưng mà thành ra là hai tài khoản mà chúng ta có thể bán được trên app, là cũng như là hai quán đó nha. Như chúng ta đăng ký sử dụng hai tài khoản là được hai cái địa chỉ, một quán sẽ thành hai địa chỉ. Con cái này nó ấm không, móc không ớt luôn con. Mấy phần rồi nè anh? 2 phần. Thường nước mắm không cay. À đúng rồi, không cay em. Quá tiếng mừng nữa trời. Rồi em. Rồi cả nhà ơi, Dân Quý sẽ hôm nay tiếp tục, Dân Quý sẽ đi trao cơm. Và hôm nay Dân Quý sẽ đi lên đường hướng tỉnh lộ 10 nha cả nhà. Đấy. Cái tỉnh lộ 10 này thì Dân Quý sẽ đi đây là Vũng Lâm. Không, 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 không.
cả nhà ơi, tiếp tục là đường Kinh Dương Vương nha. Bây giờ Dương Quý sẽ chạy lại cây tiếp tục là dòng xe 45 nha cả nhà. Ủa lộn, dòng xe Mũi Tàu chứ. Dòng xe Mũi Tàu thì Dương Quý sẽ chạy ngược lên. Dương Quý sẽ cũng vẫn là đi lại cái hướng quán đổi đường hóa thay, quán đổi đường hóa thay thi á cả nhà. Mà Dương Quý sẽ đi ngược lên về hướng tỉnh lộ 10 cả nhà. Hôm nay là 31 tây rồi cả nhà, ngày mai sẽ là quốc tế lao động, quốc tế thiếu nhi chứ. Lộn, Dương Quý nhầm qua quốc tế lao động. Hôm nay ngày mai là 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Đấy. Đường thông thoáng mát cả nhà. Rồi cả nhà ơi, Dương Quý chúc cho cả nhà một buổi sáng thật là vui vẻ và an lành nha cả nhà. Cả nhà hãy mà ủng hộ Dương Quý một lượt like với một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều à. Dương Quý sẽ quẹo vào dòng xe Mũi Tàu. Cả nhà có xe. Xe buýt. Rồi thôi giờ em tắt app em nghỉ rồi. Em tắt app em nghỉ nghỉ chưa xíu. Bây giờ nghỉ chưa? Dạ. Giờ hả? Dạ đúng rồi, em nghỉ sớm lắm. Nhưng mà sớm hả? Dạ đúng rồi, nghỉ sớm chứ giờ chút nữa em chạy đi nghỉ sớm, chạy về đầu giờ ra sớm. Dạ. Tầm khoảng 12 giờ mấy là em chạy ra rồi. Có bữa nắng quá em không có chạy sớm được luôn á, nắng quá. Dạ. Bữa này bớt nè, bữa này có mưa xuống rồi nó bớt nắng rồi, nó bớt nóng rồi đó. Sớm. Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ cảm ơn chị. Vừa cả nhà. Rồi em đi nha chị. Dạ chào chị. Chị bán dừa. Dạ. Thầy chú sẽ chạy vậy thôi, người ta đi cả nhà. Đấy có chị bán dừa, bán chỉ bán có một ly có 13 ngàn cả nhà. À, Dương Quý cũng hay ghé mua dừa. Ở đây bán sầu riêng nè cả nhà. Wow, sầu riêng này 70k một ký, rất ngon nha cả nhà. Bây giờ là mùa sầu riêng á, mùa sầu riêng rồi mùa sòi thơm quá nha. Sầu riêng thơm. Sầu riêng rồi mùa sòi. Rồi với lại những loại trái cây như là mận Hà Nội cả nhà rất là ngon. Đấy, bây giờ Dương Quý sẽ chạy vào đường số 32 này, Dương Quý sẽ chạy về do Bình Tân cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ và an lành nha cả nhà. Ngày mai sẽ là ngày quốc tế thiếu nhi. Hôm nay là 31 rồi, 31 tháng 5 rồi. Đây cả nhà ơi, ly dừa này có 13 ngàn cả nhà. Chứ mà những ở chỗ khác là người ta sẽ bán đến 15 ngàn hoặc là 20 ngàn luôn á cả nhà. Đấy. À, anh chị bán dừa đó là lấy dừa ở dưới Bến Tre á. Lấy mua mà tặng chỗ luôn á. Rồi cho nên là với lại không có phải thuê mặt bằng của người quen cho anh chị đó để bán, cho nên là không có tốn tiền mặt bằng, cho nên là anh chị bán rất là rẻ, bán cái giá rẻ hơn những chỗ khác. Ở chỗ khác người ta bán một ly 15 ngàn hoặc 20 luôn. Rồi với tạm biệt cả nhà nha.